Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, lãnh đạo các nước phương Tây hôm qua đã phản đối bác bỏ tín hiệu về việc phương Tây có thể gửi quân tới Ukraine, điều mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra một ngày trước đó. Nhiều đồng minh với Pháp, trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, các lãnh đạo châu Âu và Nhà Trắng đã tuyên bố việc đưa quân sang Ukraine không phải là một lựa chọn. Trở về Đức sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU và quan chức phương Tây ở Paris, Pháp, Thủ tướng Olaf Scholz trả lời báo chí tái khẳng định sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông bác bỏ tín hiệu sẽ triển khai quân đến Ukraine. Ông nói, Chúng tôi đã quyết định những gì thỏa thuận từ đầu sẽ tiếp tục được áp dụng, theo đó sẽ không có bộ binh, không có binh lính của các quốc gia Liên minh châu Âu, EU hay các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được đưa đến đất Ukraine. Các quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha, Ý, Anh và nhiều thành viên NATO, Ủy ban châu Âu, EC cũng đã nhanh chóng phản ứng trước tuyên bố của ông Macron nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine. Người phát ngôn của EC, ông Peter Stano cho biết không có quyết định nào ở EU về bất kỳ hình thức nào của việc đưa quân hay lực lượng trên bộ đến Ukraine để chiến đấu. Pistorasfor liên minh không chính thức của bốn quốc gia Trung Âu cũng đang bị chia rẽ sâu sắc về cuộc xung đột ở Ukraine. Cộng hòa Séc và Ba Lan ủng hộ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Hungary và Slovakia phản đối chỉ sẵn sàng đóng góp viện trợ nhân đạo. Tại cuộc họp hôm qua ở Praha, Cộng hòa Séc, Thủ tướng các nước Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia đồng thuận rằng hành động của Nga ở Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, các nước bất đồng về các hình thức hỗ trợ Ukraine. Cộng hòa Séc và Ba Lan đề nghị ủng hộ Ukraine cả tài chính và quân sự, trong khi Hungary và Slovakia có quan điểm hoàn toàn ngược nhau. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói rằng Cách tiếp cận hiện nay của phương Tây là thất bại tuyệt đối, cho rằng khối lượng vũ khí phương Tây rót cho Ukraine sẽ không thay đổi được cục diện cuộc chiến. Ông đề cập đến việc EU nên tìm kiếm chiến lược hòa bình cho cuộc xung đột này, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, cũng như không đồng tình với việc Ukraine gia nhập NATO. Còn Thủ tướng Hungary là Viktor Orbán, một người theo chủ nghĩa dân tộc cho biết, chiến tranh chỉ có thể kết thúc bằng đàm phán. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố nếu phương Tây gửi quân đến Ukraine sẽ khiến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO là không thể tránh được. Trong lúc này, Tổng thống Vladimir Putin đã ký hai sắc lệnh chính thức tái lập các quân khu Moscow và Leningrad, hệ thống hóa những nỗ lực lớn nhằm tái cơ cấu và cải tổ quân đội Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, còn gọi là ISW, động thái của Tổng thống Putin nhằm củng cố quyền kiểm soát các hoạt động của Nga ở Ukraine cũng như để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chiến tranh thông thường ở quy mô lớn có thể xảy ra với NATO. Quân khu Leningrad được tái lập sẽ chạy dọc theo biên giới phía đông bắc của NATO, trong khi quân khu Moscow sẽ giáp phía đông bắc Ukraine và Ba Lan. Điều này sẽ cho phép Nga giành thế chủ động trước NATO và hợp lý hóa việc chỉ huy và kiểm soát cuộc chiến ở Ukraine. Trước đây, Tổng thống Putin từng tuyên bố cần phải tái lập quân khu Leningrad sau khi phần Lan gia nhập NATO vào năm 2023. Theo ISW, Điện Kremlin cũng đã bắt đầu các hoạt động thông tin chống lại Moldova, cũng như các nước vùng Baltic, Đan Mạch và Phần Lan, nhằm giành lại các điều kiện tương tự như trước cuộc chiến với Ukraine. Chuyển sang điểm nóng Gaza, thu quý vị ít nhất 576.000 người, tức một phần tư dân số ở giải Gaza, chỉ còn cách nạn đói một bước chân. Đây là cảnh báo mới nhất của một quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc trước Hội đồng Bảo an vào hôm qua. Ông cho rằng nạn đói lan rộng gần như không thể tránh khỏi nếu không hành động Ông Ramesh Zarra Singham, giám đốc điều phối văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề Gaza cho biết, xung đột vẫn tiếp diễn và có nguy cơ lan sang các khu vực quá đông đúc ở phía nam Gaza, chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để chúng tôi triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo. Ông phát biểu trước 15 thành viên Hội đồng Bảo an rằng, cứ 6 trẻ em dưới 2 tuổi ở phía bắc Gaza thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính, gầy còm và gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Gaza dựa vào viện trợ lương thực để sinh tồn. Ông cũng cho biết các nhóm viện trợ đang đối mặt với những trở ngại quá lớn. Đó là việc đóng cửa các giao lộ, hạn chế đi lại, thủ tục kiểm tra phức tạp, tình trạng bất ổn, đường xá bị hư hỏng và bom mìn chưa nổ. Cũng cảnh báo về nguy cơ này, phó giám đốc điều hành của chương trình Lương thực Thế giới, Casco nói thêm, cơ quan này đã sẵn sàng, nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động nếu các bên thống nhất về thỏa thuận ngừng bắn. Đại sứ Algeria tại Liên Hợp Quốc là Ama Benzema phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng sự im lặng của chúng ta đã cho phép giết chóc và bỏ đói người dân Palestine. Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết, các chiến dịch của Israel tại vùng đất bị chiếm đóng này đã giết chết gần 30.000 người Palestine kể từ khi xung đột bùng lên ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm qua có chuyến công du một ngày đến Malaysia, gặp người đồng cấp Anwar Ibrahim và thảo luận về mối quan hệ song phương. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác để giải quyết vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Hun Manet tới Malaysia kể từ khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia vào tháng 8, 2023. Ông được Thủ tướng Ibrahim tiếp đón nồng nhiệt tại tòa nhà Perdana Putra ở thành phố Putrajaya. Phát biểu tại cuộc họp giữa phái đoàn hai nước, hai nhà lãnh đạo cam kết thắt chặt mối quan hệ chính trị và xã hội, cũng như hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, đặc biệt là về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và du lịch. Tại cuộc họp Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ tăng cường an ninh mạng thông qua việc trao đổi thông tin và công nghệ với Malaysia. Cả hai nhà lãnh đạo cũng đã nhấn mạnh cam kết trong việc chống lừa đảo trực tuyến bằng cách tiến hành các chiến dịch xuyên biên giới. Phát biểu họp báo sau cuộc họp, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết: "Chúng tôi cảm ơn ông Hun Manet và chính phủ Campuchia đã hỗ trợ chúng tôi trong việc giúp đỡ nạn nhân của nạn lừa đảo tìm việc trực tuyến. Các lực lượng đã hoạt động nhanh chóng để hỗ trợ nhau." Thủ tướng Hun Manet phát biểu chúng tôi cam kết sẽ tăng cường hợp tác an ninh và duy trì hợp tác trong việc trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề trong khu vực do lừa đảo trực tuyến gây ra. Hàng trăm người không chỉ từ Malaysia mà còn nhiều nước khác trong khu vực đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến và đặc biệt gia tăng trong vài năm qua. Quốc hội Hungary vừa bầu chủ tịch của Tòa án Hiến pháp, ông Tamás Szulyak, 67 tuổi, làm tổng thống, thay thế người tiền nhiệm Katalin Novak từ chức hồi đầu tháng. Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Thomas Suliok, ứng cử viên duy nhất cho vị trí Tổng thống, đã nhận được 134 phiếu ủng hộ, 5 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu kín tại Quốc hội. Ông Suliok sẽ nhậm chức vào ngày 5 tháng 3 và trở thành Tổng thống thứ bảy của Hungary kể từ khi thay đổi chế độ. Một trong những bước đi đầu tiên của tân Tổng thống đó là việc ký kết văn bản phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Ngay sau khi công bố kết quả, ông Thomas Zuliok đã tuyên thệ theo quy định của hiến pháp. Trong bài phát biểu ngắn gọn, ông ta Masulerox hứa sẽ minh bạch về các quyết định của mình liên quan đến việc ân xá và trao thưởng, cũng như ủng hộ sự đoàn kết của đất nước bằng cách phát huy các giá trị cơ bản của luật pháp. Trước đó, ngày 10 tháng 2, Tổng thống Katalin Novak đã tuyên bố từ chức trước làn sóng chỉ trích liên quan đến lệnh ân xá cho một cựu phó giám đốc trại trẻ mồ côi bị buộc tội lạm dụng trẻ em. Người phát ngôn của tổng thống Argentina hôm qua cho biết tổng thống Javier Milei đã cấm sử dụng ngôn ngữ đề cập đến giới tính trong tất cả các văn bản chính thức và hành chính công. Đây là bước tiếp theo trong quá trình triển khai chương trình nghị sự của nhà tự do cực hữu. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, ông Manuel Adonis cho biết, lệnh cấm ngôn ngữ hòa nhập và mọi thứ liên quan đến quan điểm giới có hiệu lực ngay lập tức trong các cơ quan hành chính công. Ông Adonis nói thêm mọi người cũng nên tránh sử dụng ngôn ngữ nữ tính ở nơi công cộng. Người phát ngôn của tổng thống Argentina cho biết quan điểm về giới đã được sử dụng như một công cụ chính trị. Thông báo này được đưa ra sau khi ngôn ngữ phân biệt giới tính đã bị cấm trong quân đội. Argentina là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin cho phép có lựa chọn khác về giới trong các giấy tờ tùy thân. Năm 2021, chính phủ của cựu tổng thống Alberto Fernandez đã công bố tài liệu nhận dạng quốc gia, trong đó đưa ra thuật ngữ X khi khai giới tính và cho phép sửa đổi hộ chiếu kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Milley tăng cường bảo vệ nền văn hóa bảo thủ. Tuần trước, chính phủ của ông tuyên bố đóng cửa cơ quan chống phân biệt đối xử. Theo dữ liệu sơ bộ được chính phủ Nhật Bản công bố hôm qua, số trẻ sinh ra trong năm 2023 giảm năm thứ 8 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục mới. Ước tính dân số Nhật Bản sẽ giảm khoảng 30% xuống còn 87 triệu người vào năm 2070 nếu xu hướng không kết hôn, sinh con, không bị đảo ngược trong thập kỷ tới đồng tiền suy yếu chi phí sinh hoạt tăng và điều kiện làm việc không thuận lợi là một số trong vô vàn lý do khiến người dân nhật bản không muốn và không thể sinh con một vài người dân nói nó ngày càng trở nên khó khăn hơn cho ông bà trong việc giúp đỡ chăm cháu đồng thời tôi nghĩ yếu tố ban đầu là môi trường xã hội đã khiến phụ nữ khó có thể có nhiều con trong khi vẫn tiếp tục đi làm tôi nghĩ nhật bản đã quá hạn trong việc giải quyết vấn đề dân số giảm theo dữ liệu, số trẻ sinh ra trong năm 2023 ở nước này là hơn 758.000 trẻ, giảm năm thứ 8 liên tiếp xuống mức kỷ lục mới. Số lượng cuộc hôn nhân cũng giảm xuống còn khoảng 489.000. Đây là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới mốc 500.000 trong gần 100 năm. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố Nhật Bản sắp hết thời gian nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết tình trạng. Việc trẻ sinh ra giảm là một cuộc khủng hoảng trong 6 năm tới cho đến năm 2030, khi dân số của thế hệ trẻ dự kiến sẽ giảm nhanh chóng. Khoảng thời gian này sẽ là cơ hội cuối cùng để có thể đảo ngược xu hướng tỷ lệ sinh giảm. Tôi tin chúng ta đang ở thời điểm cần phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp. Tuy nhiên, trong tình trạng kinh tế suy thoái, thách thức đảo ngược xu hướng này ở Nhật Bản càng khó khăn hơn. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.